bật guồng đi. Hả? Lỗ chụp á? Cần nào lỗ? Đánh chụp bao nhiêu mà lỗ? À. Không mang về được đâu, đây có đưa bẻ đi, đưa bẻ đi. Nhấc nhau trong kia nó chết to bây giờ. Phát giật đầy lôi. Mấy ở Bắc Giang à? Hôm qua đánh xe vào đây đúng không? Cụ này, cụ bóng nữ nhỉ, để tí lấy cân cân cho ba cân đợi đợi chào chín cụ nhá. Con này chắc hai củ mốt rồi, hai củ con này chắc phải 10 được 18 cân hơn 17 cân chắc 18 cân được. Trên 18 cân là hai củ. Rồi rồi, đứng đi. Đứng im. Đứng im. Chị không im nữa à? Con lấy cân như đây, cân kia ra đây. Nó đứng đây nó không khóa cân. Loại này ở dưới này đầy. Mắc vào, còn đây mới đầy gì nữa. Không cần tháo đâu. Không, thả lại. Không. Những con to để anh em săn lại. Sáu mấy? 17, 18, 16. Gần 16. 16 thôi. Ừ. Chào 14 cụ nha. Ừ. Xúc nó ra, thả xuống dưới kia lên đi. Lấy vào chưa? Thả luôn thôi. Mấy ông kia từ 20 à? Ừ. Hay không. Rồi. Hai thằng khênh tránh mình né gì nữa. Nó đang yếu nó dãy gì. Không có mang sách thải được. Móc mạng được. Đấy. Google đấy. Cân nữa được hai củ. Bây giờ mình chỉ tính câu được con 12 đến 8 thôi. Thế thôi. Chào 12 cụ nhé. Hôm nay nắng lắm các cụ còn lượn. 81 vào cá nhé các cụ nhé. Vào vật nhanh thế anh. Tôm anh. Tôm à? Gọi có biết đâu, cái quạt kia nó bà không biết. Anh Ngoan à?
Có phải cân không? 600 à? Ui, khó đấy. À, cái cân nó phát đây. Được không cho anh nhìn mà không cho. Cái này cho anh ngoặt nha, vào cá cho anh ngoặt nha. Rồi rồi rồi, ok. Rồi hả sáng. Rồi 6 lít. 12. Để vào đấy nhá. 6 lít cho anh ngọt nhá. Không được. 12. Chào 5 cụ nhá. Đây con thứ 2 nhá các cụ ơi. Buổi chiều. Nắng các cần thủ yêu rồi. Xả mạnh với anh Triển ơi. Nắng xin gửi anh ngoài đây. Nắng xin kiểu. Nắng xin kiểu. Đấy. Ok. Là 4 cụ nhá. Xin phép họp live stream nhé. 81 tiếp tục vào cá nhá. Cho anh vạn nhá các cụ nhá. Đã vào vạt rồi, nhanh đi. Nắng lắm. Có phải cân không anh ơi? Có phải cân không? Úi dồi. Chết mẹ à? Nãy mang về rồi, anh bạn chỉ mang về thôi. Anh bạn, nay có sát sinh không? À, 10 con này 10. 10 cân rưỡi nhỉ? Ừ, đang ngay đấy. Cân đi, cho anh em xem nào. Rồi. Được chưa? Okay không? Được. Ôi không được rồi. Không thiếu nhẹ đấy à. 400. Hơn 16 rồi, 11 2 mấy. 9 cân 6. Này cũng mang thùng hai. Đây nha các cụ nha. Chào hai cụ xem này nhé. 4 lít dành cho anh Vạn. Đầu hồ. Chào 4 cụ xem này. Này nắng nha các cần thủ. Vừa bảo mấy tiên là con này thở to lắm. Đúng rồi, anh vừa bảo xong. To nhỉ. To thế. Ok anh chạy. Chào một cụ nhé. Anh ngọt ngồi ô số 7. Chào ba cụ. Giải cái gì? Thôi. Con cá con rồi năm non. Hai. Chào năm cụ nhá. Thế là mấy non anh ơi? Mấy bò húc? Hai non nhá. Rồi ok. Mới cứ con cá con rồi năm non. Chào 4 cụ nhé. Đây con thứ 3 nhé. Đây là anh Ninh. Anh Ninh ngồi ô 13. Xin phép ọp Na Chi nhé các cụ nhé. Chào 3 cụ. Rồi anh rồi. Anh xin chào cô, anh xin chào. À cá vào vọt thành công các cụ nha.
Có phải cân không? Vào vào rồi. Có phải cân không? Có. Ô, rất là to. Úi giời, ướt thế không? Chạy vào từ nãy. Đấy, bắt đầu đi thở rồi đấy. Thấy quấy phọc phọc đây đây. Bắt đầu đi thở rồi kìa. Chào các cụ nhá. Tắt like nhé. 81 báo cá các cụ. Sáu nít. Thực cân chứ. Ừ, con này chú. Sáu nha. Sáu nít. Lên đấy, đi lên đấy. Người đẹp. Ok. Tám mút bao cá các cụ nhỉ. Nghĩa là giả rồi. Chào ba cụ. Đang về ăn không? Phải mốt báo cá các cụ. Đây bố em đúng không? Đúng rồi, anh ngồi nói chuyện mà. Khéo, đá ở đây đâu ấy. Ô, ở dưới kia lên nữa kìa. Cá. To phết đấy.
Ôi giời ơi. Củ 2, củ 2 rồi. Củ 2 rồi. Anh biết rồi, anh biết rồi. Đấy, nhìn thằng nào nó chìm sợ. Con này củ 2. Củ 2 không phải cân ý. Vâng, vâng. Thả luôn đi em. Sao các cụ cân làm gì, củ 2 rồi thả thôi. Thả thôi. Không đẹp thế nhỉ. Ui nó bóng nước đấy. Đẹp hơn con mới. Mày ngu lắm. Ôi, hay ở đây chơi. Con vừa lấy. Con vừa lấy. Lại cân tiếp. Lại tiến bộ rồi. Ok anh. Dây này thì 81 bao cá cũng 4 lít. Mà về ăn không? Con này 4 lít, 4 lít. Ăn mồm chịu xoa phải không? Tầm 9 cân. 9 cân 9 rưỡi. Cá ngon nhỉ. Trông chắc. Để mà giờ nó mấy tháng ở đây rồi. Mượt nó. Dạ em ơi. Bây giờ. Ô này không nọ nên làm lần Hugo đấy. Kìa, nó vẫn là mét thôi kìa. Cân thử không em? Có đại cản nữa. Chắc là khoảng đéo được. Hơn 7 cân, 8 cân. Chắc không được chục đâu. Không được, 9 cân mấy. 7. Vâng, vâng, thả đi. Anh có mang về ăn không? Vàng vàng rồi, như có chữ bíp sao ấy. Bíp à. Ui rồi, củ 2 rồi. Ô, rơi, rơi đây chết à. Củ 2. To thế này còn ngắn gì. Ơ thôi. Ôi. Củ 2 rồi. Ôi. Nặng lắm. Giờ đây. Giờ. Con này á. Anh có mấy ngày bây giờ bác bảo ô thôi. Vỡ đi.
chết rồi. Con này ăn vào mồm à? Xé nó vừa thôi, xé quá không nọ thằng nào xé rách toác cái chết to con cá. Chả chết, mẹ nó xé ở cái chỗ gầm đợi này là xé dài cả 7 phân. Mồm nữa. Ô khuyên không lại khuyên anh. Ô xúc lại. Ô chết rồi. Khuyên theo vẫn còn ở trong phần đấy. Ừ, phải làm rồi. Ô khuyên đây thì sao?